Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự Đảng bộ thị trấn Etalin tập trung thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ về công tác giảm nghèo. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân phát triển kinh tế nên đến nay công tác giảm nghèo ở thị trấn Etalin đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đây là kết quả của sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Etalin lần thứ 7, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, xứng đáng với tầm vóc của một đô thị văn minh. Tính đến cuối năm 2017, thị trấn Etalin chỉ còn 397 hộ nghèo, chiếm 10,3% tổng số hộ dân trong toàn thị trấn. Đây là kết quả sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Để có được kết quả đó, những năm qua, Đảng bộ thị trấn Etalin đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thoát nghèo bằng chính nghị lực của mình. Không chỉ được quan tâm về tinh thần, người dân địa phương còn được hướng dẫn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt chăn nuôi, tạo điều kiện mở rộng sản xuất chăn nuôi, nhất là việc nhân rộng các mô hình trong phát triển kinh tế để nhân dân học tập. Qua rà soát năm 2017, thì thị trấn còn 10,2% hộ nghèo và 9,3% hộ cận nghèo. Và đặc biệt đó là cái số hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Thì chúng tôi xác định để mà phát triển được kinh tế toàn diện trên địa bàn thị trấn thì chúng tôi gắn với việc phát triển kinh tế, gắn với việc giảm nghèo bền vững. Thế thì đã xác định cái việc giảm nghèo bền vững để đảm bảo theo nghị quyết của Đảng bộ đề ra, đó là hàng năm giảm từ 2% nghèo trở lên. Bên cạnh đó, chính nhờ sự động viên khuyến khích của cấp ủy chính quyền địa phương cùng các tổ chức đoàn thể cũng như ý thức tự lực vươn lên của chính các hộ nghèo nên đã có nhiều hộ gia đình tìm ra được cách làm có hiệu quả, mang lại kinh tế cao. Nhiều hộ gia đình không những thoát nghèo mà còn vươn lên có cuộc sống ổn định. Tất cả nó đều phải là có một cái xu hướng là tốt hơn tí nữa. Về mọi mặt thì là người nông dân vẫn có cái tích cực làm hơn. Là một người nông dân thì lúc nào cũng phải cố gắng để mong muốn là mình làm một cái việc gì đó để cho gia đình, thứ nhất là có nguồn thu nhập, thứ hai đó là cho kinh tế mà ổn định. Theo nghị quyết của Đảng bộ thị trấn Etalin, thì trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020, mỗi năm thị trấn sẽ giảm 2% hộ nghèo trở lên. Do vậy, để tiếp tục thực hiện lộ trình trong công tác giảm nghèo, Đảng bộ thị trấn Etalin sẽ tập trung vận động nhân dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp nhằm giảm nghèo một cách bền vững, nhất là giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh việc giúp người dân thoát nghèo bằng phát huy nội lực tại địa phương, Đảng bộ thị trấn đã chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội, các chi bộ tổ dân phố và ban khai thác có hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ của nhà nước, nhất là dự án phát triển kinh tế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chú trọng các giải pháp giảm nghèo, động viên hộ nghèo khắc phục khó khăn để tự vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, tiếp tục lồng ghép nhiều nguồn lực để ưu tiên cho hộ nghèo, hộ khó khăn, nhất là hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, vay vốn để phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần nâng cao đời sống cho người dân. Trong năm 2017, thì chúng tôi đã giảm được trên 200%, đó là nghị quyết Đảng bộ chúng tôi đề ra, đó là giảm 2% trở lên hàng năm, nhưng năm 2017 thì đã giảm được trên 4%. Đây là một trong những tiêu chí mà chúng tôi xác định cho năm 2018 và những năm tiếp theo để giảm sao đó là cái công tác phát triển kinh tế trên địa bàn thực sự đi vào chiều sâu. Gắn với việc đó thì chúng tôi cũng xác định rằng mỗi chi bộ, mỗi cán bộ đảng viên trên địa bàn thị trấn là đều phải nỗ lực cùng với ban chấp hành đảng bộ để phát huy và hoàn thành cái chỉ tiêu nghị quyết mà đảng bộ đã đề ra. Có thể nói, bằng những việc làm thiết thực của đảng bộ, chính quyền địa phương, công tác giảm nghèo ở thị trấn Etalin đã có nhiều tín hiệu tích cực, góp phần thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội, giúp các hộ nghèo ở địa phương vươn lên trong cuộc sống, tạo điều kiện để thị trấn Etalin sớm trở thành đô thị loại 4. Chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể xem lại chuyên mục này trên địa chỉ website daichuanthanh.gov.vn. Thân ái chào tạm biệt.